Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, biến chủng IHU mới tại Pháp không phải mối đe dọa lớn. Điều này không thể chắc chắn. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực xác định mức độ nguy hiểm của nó và việc nó có trở thành biến chủng đáng quan tâm như Delta hay Omicron hay không. Vào giữa tháng 12 năm 2021, các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Truyền nhiễm Trị Trung Hải đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng nCoV mới tại thành phố Marseille. Biến chủng thuộc dòng B16402 và có tên gọi là IHU. Ngày 5 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến chủng này không gây đe dọa lớn. Câu hỏi biến chủng IHU đến từ đâu cho biết Ca nhiễm IHU đầu tiên là một du khách vừa di chuyển về Pháp từ Cameroon, miền Tây Châu Phi, theo báo cáo công bố trên Make of Sips. Ngoài các trường hợp 12 F0, thì các chuyên gia chưa thấy bất cứ các trường hợp nào dương tính với IHU và cũng chưa xuất hiện tại các quốc gia khác. Giáo sư di truyền Francis Balus của Đại học College London cho biết IHU không phải là nguyên nhân khiến số ca mắc mới và nhập viện tại Pháp gia tăng trong thời gian gần đây. Các chuyên gia cho biết Biến chủng IHU mới mang đến 46 đột biến và có thể làm giảm hiệu quả các loại vắc xin COVID-19 hiện có. Họ chỉ ra người đầu tiên nhiễm IHU đã được tiêm chủng đầy đủ. Các nhà khoa học phát hiện ra protein gai của biến chủng mới mang 14 axit amin thay thế. Chúng bao gồm N501Y có thể khiến virus lây lan nhanh hơn. Nhưng trong khi đó, E48K lại làm giảm hiệu quả của vaccine. Phần lớn vaccine trên thế giới nhắm vào protein gai của nCoV. Nếu lượng protein gai càng lớn thì virus lại càng có lợi thế để gây lây nhiễm hoặc là trốn tránh miễn dịch. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, dữ liệu mới là minh chứng cho thấy chúng ta không thể đoán trước về sự xuất hiện của các biến chủng nCoV. Một số các chuyên gia đang nỗ lực xác định IHU có tiềm năng để trở thành biến chủng cần phải quan tâm hay không. Mới đây, Eric Felding, Thành viên của đoàn các nhà khoa học Mỹ nhận định, biến chủng mới này không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn các phiên bản virus trước đây. Ông nói rằng nó chỉ phổ biến và nguy hiểm hơn nếu số đột biến khiến nó nhân lên nhanh hơn so với virus gốc, cần xem xét thêm liệu có nên xếp nó vào danh mục nào. Tuy nhiên, biến chủng mới vẫn xuất hiện trong bối cảnh số ca nhiễm của Omicron đang gia tăng. Pháp cảnh báo số ca nhiễm đang tăng với tốc độ siêu âm cũng có thể khiến cho các bệnh viện quá tải trong thời gian tới. Thưa quý vị, tính đến nay đại dịch Covid-19 vẫn đang là mối đe dọa lớn trên toàn cầu. Thời gian gần đây, việc tiêm vaccine không còn là điểm nóng trong ngày nữa, vì những biến thể mới lần lượt xuất hiện nhằm đe dọa đến thời gian chống dịch. Như chúng tôi đã nói về tốc độ lây lan khủng khiếp của các ca nhiễm Omicron. Vậy để hiểu sâu hơn Omicron có mức độ nguy hiểm như thế nào, giữa biến thể Omicron và IHU nó khác nhau ra sao, hãy cùng chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Vào cuối năm 2021, các chuyên gia và người dân trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về biến thể COVID-19 mang tên Omicron. Omicron là một loại biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi. Hiện nay, các cơ quan trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục phối hợp và quan sát sự phát triển và mức độ lây lan và nguy cơ tái diễn của biến thể mới. Biến thể Vũ Hán so với biến thể Omicron thì Omicron có đến 60 đột biến với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng. Như thông tin đã đưa trước, biến thể IHU mang 46 đột biến và chưa thấy khả năng lây lan ra cộng đồng. Tại Nam Phi, là một trong những quốc gia minh chứng cho tốc độ lây lan của biến thể mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC khuyến cáo, mọi người ai cũng có thể nhiễm biến thể Omicron và lây lan virus cho người xung quanh. Các loại vaccine COVID-19 hiện nay có thể kém hiệu quả hơn trong việc lây lan của biến thể Omicron và hơn nữa, đặc biệt khi biến thể này có nguy cơ tái nhiễm hơn so với biến thể SARS-CoV-2 trước đó. Các cuộc thử nghiệm cho thấy tiêm mũi 3 vaccine Pfizer có khả năng ngăn chặn sự lây lan. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Sức khỏe ở Durban, Nam Phi đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện Omicron có thể khiến cho mức độ kháng thể trung hòa giảm xuống 40 lần ở những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Điều này là để so sánh với biến chủng ở Trung Quốc được phát hiện vào 2 năm trước, cho thấy dấu hiệu đáng mừng để đẩy lùi dịch bệnh. Đối với biến thể IHU, mới đây, loại virus E484K sẽ có thể làm giảm hiệu quả của vaccine. Điều này sẽ làm khó dễ cho việc giải quyết các vấn đề ngăn chặn làn sóng dịch mới. Biến thể Omicron tăng một cách chóng mặt cùng với nguy cơ tái nhiễm cao. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, các quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam tiến hành triển khai chương trình tiêm vaccine bổ sung, nhắc lại để tránh tình trạng số ca nhiễm tăng cao. Hiện tại, biến thể Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam, nên để bổ sung trước các biến thể Omicron, khuyến cáo mọi người nên tiêm đủ liều. Hiện nay vaccine được cho là vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân trong thời điểm này. Thứ hai, khuyến cáo mọi người nên test nhanh tại nhà vì đây là công cụ hỗ trợ trong thời gian sống chung với dịch bệnh và đồng thời giúp cho bạn an tâm hơn và chủ động phát hiện sớm nếu có ca nhiễm COVID-19. Vì vậy, trước khi làn sóng biến thể ai IHU mới xuất hiện, chúng ta không được phép chủ quan lơ là trong việc chống dịch, cần tuân thủ mọi quy tắc khi ra đường và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Thưa quý vị, bước sang năm 2022, năm thứ ba của đại dịch COVID-19, nhiều nước đang phải đối mặt với mức độ tăng nhanh chóng của số ca mắc do biến thể Omicron gây ra. Cả thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, đang áp dụng tiêm vaccine tăng cường và dùng biện pháp phong tỏa hay như siết chặt nhập cảnh trong bối cảnh COVID-19. Đây sẽ là các biện pháp ứng phó với làn sóng lây nhiễm của siêu biến thể Omicron được các quốc gia khác nhau thực hiện. Thứ nhất, triển khai tiêm mũi tăng cường, điển hình tại Israel, một trong những nước đi đầu trong việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 đang một lần nữa đặt cược vào tiêm chủng. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi thứ tư để chống lại biến thể Omicron. Ở giai đoạn đầu, chỉ những người bị suy giảm miễn dịch mới được tiêm mũi vaccine thứ tư. Tuy nhiên, kể từ ngày 2 tháng 1, những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế cũng đủ điều kiện để tiêm mũi thứ tư. Thứ hai, áp đặt lệnh phong tỏa để kiểm soát làn sóng lây nhiễm Omicron. Thứ ba, triển khai siết chặt nhập cảnh hầu hết các quốc gia châu Á, chưa ghi nhận số ca nhiễm Omicron cao, nhưng khu vực này có nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát mới. Đó là ba giải pháp bước đầu chúng ta cần triển khai để hạ gục được COVID-19. Các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine. Nhà dịch tễ học Eric Felding đã cho biết, có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn. Ông nói thêm, điều làm cho một biến thể mới trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc. Đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như Omicron, dễ lây lan hơn và né tránh khả năng miễn dịch. Vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào. Nhà dịch tế học Feldin chưa lo lắng về IHU. Tôi nghi ngờ biến thể mới này sẽ chiến thắng được Omicron, lây lan nhanh hơn Delta từ 5 đến 6 lần, hoặc Delta lây lan nhanh hơn gấp 2 lần so với loại virus ban đầu. Hiện tại, biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam nước Pháp vào tháng trước, nhưng hiện bắt đầu thu sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về tình hình COVID-19. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!